Hôm nay bên Huấn Audio đi báo giá các mẫu tép giấy và một số dòng siêu tép ở đây để anh em nào có nhu cầu mua ủng hộ bên mình nhá. Mình sẽ báo giá công khai để cho em mình tham khảo. Đầu tiên là tép giấy của BMB tròn. Anh em mình lắp được cho tất cả những cái dòng tròn của BMB như con 251, 252 hoặc là 450C. À quên, xin lỗi, 450V. Anh em 450V nhá. Đó, hai từ chồng với nhau, hàng China nhá. Giá là 250 một đôi bao ship. Tép vuông 1 tư, lắp cho BB 2000 hoặc là 880. Trên thực tế thì lắp vừa được cả cho 450C hoặc là 850. Giá bán là 300 một đôi bao ship. Nhưng dòng này ít có nên nó bị nhập vào cao, thì bên mình bán cao lên anh em nhé. Nó theo nguyên lý nước lên thì thuyền lên thôi. Đó, 300 một đôi bao ship. Tất cả là giá bán báo là giá đôi các bác nha. Đó, siêu tép, à xin lỗi, tép đĩa, à, tép đĩa đường kính 10, đường kính 10. Con này thì anh em lắp nọc cây, giá là 200 một đôi bao ship. Đây, con tép vuông của BMB, con này 8,5cm này. Con này lắp cho những dòng 450C hoặc là 850C, lắp được vừa cho tất cả những cái dòng BMB 1000, 2000 anh em nha. Giá 250 một đôi bao ship. Và dòng tép 8cm của Boss này lắp cho 301CD2, 301CD3, 601CD3. Anh em lắp cho chung của 301CD4 và chung của 301CD5 nếu là có cái loại đường kính 8cm như này nhá. Vì hàng đôi khi nhiều phiên bản Trung Quốc họ làm những con chung là 8 như này. 250 một đôi bao ship. Một dòng tép giấy của BM, đây là hàng của công ty BM làm anh em nhé. Đó, hàng chuẩn luôn đấy, chuẩn BM nhé. Con này giá nó 250 một đôi, đường kính của nó là 9/8 bằng BMB anh em nhé, bằng giống BMB 24. Con này thì nó khỏe hơn một chút, lên tới 30W. Đây là hàng chuẩn công ty BM, cam kết điều đấy, nếu sai đền gấp đôi quý vị các bạn. 250 một đôi bao ship. Và có 3 con siêu tép vào đây thì mình sẽ báo giá luôn, báo lần luôn. Đây là con siêu tép họng nhôm toàn tập đẹp nha em. Đó, con này là Builder. Builder, con này để ngoài hoặc anh em mình có thể mua không để như này cũng được, nó cũng tự đứng nhá. Đấy, đó. Con này thì bên mình sẽ bán ra với giá là 1,1 triệu một đôi bao ship, tặng cho anh em mình cả chân luôn, bao ship tặng chân là 1,1 triệu cả tụ trở luôn nhá. Con này anh em mình mua để nắp vào cho những con nó cây hoặc là anh em chế cháo, với giá một đôi như này là 390.000 đồng, chưa có chân, nếu có cả chân vào nữa là 450. Con này nhá, con Builder bản nhỏ hơn này, bản nhỏ nhẹ hơn. Con này anh em mình có xem nó có model này thì không, lúc các bác đỡ lẫn với con siêu tép bên kia. Con này không có model, nó không có model. Con này 390.000 một đôi và 450, anh em nhớ giá tiền hộ cũng được, thì hoặc là chụp ảnh hộ mình nhé. Nếu có bác nào mà thắc mắc thì mình có thể chụp ảnh gửi cho các bác chi tiết hơn. Và một con siêu tép SPS, cùng trong những con cũng nhiều anh em tin dùng. SPS này thì có giá bán là 1,000,000 một đôi, bao ship tặng chân anh em nhé, bao ship tặng chân, tặng tụ trở luôn. Còn anh em nào muốn mua phân tần thì thêm 250 nữa, phân tần tép, phân tần tép BL nhé anh em nhé. Còn phân tần tép BL nó đỏ ấy, bên mình có nhiều. Thì vừa rồi cũng báo sơ qua ở đây để anh em mình tham khảo, bác nào có cần tham khảo giá thì mình báo rồi. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video nha, và chào anh em.